cái việc mà kiếm tiền của chuyên gia tư vấn nó cũng đàng hoàng hơn, bởi vì nó có chuẩn mực để mình đánh giá cái tiêu chuẩn của một chuyên gia tư vấn, đúng không anh? Dạ, đúng rồi. Tại vì khi mà bất cứ một cái ngành nào mà nó không có cái cách để đánh giá thì là tôi tư vấn bằng kinh nghiệm. Kinh nghiệm là tôi nghiệm lại tôi thấy kinh, tôi tư vấn cho anh. Kinh nghiệm của em hay anh Trung là đảm bảo khác nhau rồi. Và lúc đó là cái người mà khách hàng người ta chọn đúng ông tư vấn nào mà ông đó có nhiều kinh nghiệm đó, thì xem như tốt. Còn ông nào mà chọn nhầm ông tư vấn mà nhất là tuổi đời còn trẻ ha, thì đúng rồi, tại trẻ tuổi thì chắc chắn là ít va chạm, thì ít kinh nghiệm, đúng không? Thì đó, thì dễ toan. Thì đó cũng là lý do mà tại sao mà ở Việt Nam khi mình nghe nói về chuyên gia tư vấn thì thường là phải là những người mà 30-40 tuổi rồi dày dặn kinh nghiệm, làm nhiều công ty vân vân. Ở bên nước ngoài người ta đi tư vấn từ độ tuổi rất trẻ. Độ tuổi rất trẻ đó anh Trung có thể nói rõ hơn là độ tuổi khoảng bao nhiêu anh Trung? Người ta tầm 25 tuổi là tư vấn được rồi. Wow, 25 tuổi. 25 tuổi tức là cái tuổi là đâu đó vừa mới học đại học xong đi làm được 3-4 năm gì đó, đúng không? Đúng rồi. Mình hiểu rộng rãi này. Kinh nghiệm nó không có nghĩa là mình làm 5 năm là mình có 5 năm kinh nghiệm đâu nha cô. Dạ. Nhiều lúc mình làm 5 năm á, nó là 1 năm kinh nghiệm nhân 5 lần đó. À. Với cái thứ hai nữa là khi tư vấn á, thì chúng ta hạn chế dùng kinh nghiệm ha. Dạ. Chúng ta dùng trải nghiệm, chúng ta dùng mô hình, chúng ta dùng phương pháp luận, chúng ta dùng số liệu, chúng ta tư vấn. Giống như kiểu là dạ, em thấy công ty không tốt làm sao? So sánh là chỗ nào không tốt, số liệu như thế nào, so sánh ngang cái ngành nghề đó, nó tốt hay không tốt thì chúng ta mới nói được. Hoặc là chúng ta nói là cái năng suất sản xuất nó chưa tốt, hay là em sẽ cải thiện năng suất sản xuất cho chị, thì nó sẽ đo lường con số như thế nào. Thì tất cả những cái đó nó đều ở thế giới đều có cách làm, có phương pháp luận cả. Có cách làm và phương pháp luận. Đơn giản như là chấm công anh Phú đi, để chúng ta đưa ra một cái chống công cho công ty anh Phú, chấm KPI, chấm cái gì đó. Tất cả những đó đều có phương pháp rồi. Và chúng ta có thể dùng tất cả những cái phương pháp đó, chúng ta lựa chọn những cái nào phù hợp cho logo thôi. Đã, cũng đỡ nhức đầu lắm. Thì đó là lý do mà tại sao các chuyên gia tư vấn được đào tạo á, thì họ sẽ có đầy đủ bộ công cụ đó họ đưa vào. Cần đâu, bốc đâu, xài đó. Những cái gì mà thế giới có mình lấy mình xài thôi, chứ mình khỏi mất công mình phát huy lại, phát triển lại bánh xe làm chi. Dạ đúng rồi, bánh xe là phát minh lại nó khó lắm à. Ok, như vậy là theo như thông tin của anh Trung là ở bên nước ngoài, đây là cũng là cái thông tin mà em vẫn thường nghe của những chuyên gia tư vấn trước, vẫn thường nói là ở bên nước ngoài là độ tuổi tầm khoảng 25 tuổi là đi tư vấn quá đời luôn, và đó là một cái nghề rồi là rất bình thường ở bên nước ngoài. Người ta có thị trường, tất cả các doanh nghiệp người ta sử dụng tư vấn là giống như là chuyện mà mình đánh răng buổi sáng, mình ăn sáng luôn á. Tại vì doanh nghiệp người ta tập trung vào chuyện kinh doanh, còn cái việc mà đưa ra những cái giải pháp hay là những cái tư vấn hay cho họ thì họ sẽ sử dụng tiền của họ để họ thuê chuyên gia về làm tốt cái việc đó cho họ nhiều hơn. Ví dụ một số bạn bè em ở Mỹ, ông nào cũng có một người chuyên về tư vấn pháp luật cả, rồi ông nào cũng có một người chuyên về tư vấn về thuế. Và cái chuyện mà mình hỏi thêm là anh có ai tư vấn cho anh vận hành hay không, thì ông nào cũng nói có chứ, ở bên này nhiều. Do đó là cái nghề tư vấn nó hoàn toàn, nó có thể bạn bắt đầu từ tuổi trẻ, 25 tuổi gì đó bạn có thể bắt đầu nó rồi. Sau khi bạn tốt nghiệp đại học, bạn có thể chọn học thêm những cái kỹ năng để bạn trở thành một chuyên gia tư vấn. Và giống như anh Trung nói, đó là phương pháp luận, từ phương pháp luận để làm ra tất cả, đúng không anh? Chúng ta có cái cách tiếp cận nó đúng. Thực ra cái tuổi trẻ mọi người nghĩ vậy nè, đừng nghĩ là người ta trẻ mà người ta tư vấn không được. Tại vì Việt Nam mình hay bị cái mindset như vậy. Nhưng mà Trung nói ví dụ nhé, bạn mới ra trường và bạn làm 3 năm hoặc 4 năm tư vấn về xây dựng quy trình. 3 năm 4 năm chỉ tư vấn xây dựng quy trình, mọi người nghĩ là thử ra. Và trong quá trình đó bạn tư vấn cho được mấy chục công ty rồi. Đó thì thành ra những cái trải nghiệm của bạn nó là rất là kinh khủng. Đó nên là trong vòng nhìn bạn trẻ thôi, nhưng mà đụng vào đúng cái lĩnh vực bạn chuyên môn tư vấn của bạn thì rất là dữ. Thứ hai nữa là chúng ta có nhiều quy mô công ty, nhiều quy mô dự án, thì những công ty mà chúng ta ví dụ SME, chúng ta sẽ hoàn toàn dùng những các bạn tư vấn như vậy, thay vì đòi như ông 4-50 tuổi. Thì ông 4-50 tuổi mà xịn thật á, không trả tiền nổi đâu. SME đâu trả tiền nổi. Cái này nói rất là fair đấy chị ha. Đây là chúng ta có thể hoàn toàn trở thành những cái chuyên gia tư vấn thì có những độ tuổi rất là trẻ, và không nhất thiết là chúng ta đòi hỏi những các bạn đó tư vấn tất tần tật AZ. Bạn có thể tư vấn cho anh chị một mảng, một khía cạnh rất là chuyên nghiệp, rất là ok. Xét theo số giờ bay anh Trung ha, ví dụ như mỗi ngày mà mình làm 8 giờ nhân cho 360 ngày một năm thì bạn nó có tầm khoảng 3.000 giờ bay một năm. Đó. Như vậy là 3-4 năm là bán được 10.000 giờ đó. 10.000 giờ, 3 năm là tầm khoảng 10.000 giờ vô tư rồi. Đấy. Chưa kể làm thêm nha, cái này rồi chứ ăn cơm làm 8 tiếng ngày thôi. Ví chuyên gia tư vấn như phi công, chuyên gia có nhiều giờ bay và chuyên gia sẽ có nhiều những cái kiến thức, nhiều cái kỹ năng để hỗ trợ cho doanh nghiệp làm tốt cái việc mà doanh nghiệp đang mắc phải.